Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là dàn xe máy, dàn keo trong cho xe với 110 nha các bạn. Các bước để dán. Muốn nhầm hướng dẫn không? Hai hồi đâu vậy? Đầu tiên là chúng ta dán thân mặt như thế này. Dán rất là sắc nét nha các bạn. Bộ hành 24.000 km cũng chạy. Chào xem coi. Cái dàn là chúng ta phải mở cái dàn trước của xe và đuôi sau của xe ra. Dạ. Dạ cô. Ai đâu? À, em không? Bố nhảy ra. Đây mua cái đi nhẹ con gầy là cái gì mà nó con gầy con đi nhẹ mấy anh đi rồi chứ mẹ đã ý đến chỗ dàn sẽ cho anh em thôi chứ phải cẩn thận các bạn ạ. Ngầu đẹp cẩn thận từng centimet một đấy, gọi là bộ kia bỏ cái máy khoang bỏ ngay ngày cũng nhầm bỏ kín mình hai cái xe hồ tiền đánh ngẩu anh tên ai nghèo nữa nhớ ngồi bán lấy nghe mình cùng một thời mình mân giấy tế mình biết chứ dàn xe cho họ thì mình giả cho giả đập để lấy tiền về chứ dàn xong là cắt cái đường chỉ này nha mọi người như về đấy có dám mân đâu ngông cắt thằng hai hư cái xe này rún này cái bọn này dàn hắn cắt ngang đấy nè vừa mấy cái mình nói hắn đó với cái đoàn này hắn cắt ngang đấy luôn này bỏ mũi rồi mình tóc của cháu hắn trong nó đang hay con này dàn đắt vào trong đấy nè giá nó vừa cẩn thận mà giá cả này rẻ các bạn ạ. Mình dán xe này có 200.000 nha mấy. Mình cho vui rồi, mình giao một cõi. Giá của dán cái xe này là 200k nha bạn. Các bạn. Có ai cõi mình ngồi đọc vậy. Nếu mình cõi thì mình cho tụt. À. Mình vẫn cho tụt à? Review nhé, review xe nhé. Quá đẹp, quá mê ly luôn. Giờ cắt đèn cột đèn pha nhé các bạn. Bàn tay là luyện thôi chứ dán hay có một cái nữa hay đan mấy độ chỗ này với cháu cho anh mấy cái chỗ này em hay ngủ ra một thời đi phịnh họ lấy tiền đấy chứ cái này vẫn ba trẻ luôn này cái người mới dán chuẩn cái này dán đến thằng người với phải đang ngủ một chọc thấy vui dạn này dạn đéo đéo cắt nồi téo nữa luôn mình làm bắt đầu lên cắt téo à thật thì đấy trong hết trong tâm kỹ thuật chứ quỷ thuật chứ ok vừa dạn xong cái đầu xe nha các bạn.
nghe họ nói mân chưa tụt lắm tiền nữa. Thằng gì đó nghe hứng rồi, hứng vlog không ấy. Ừ. Em đi tổng cô luôn. Ồ, lên nữa hành trình thì có chứ. Phạt hành trình đó. Cái đoàn con gà mà cái đấy. Đầu con mới chào. Đầu gà cả con rồi đấy. Thằng nghiền này hay ấy. Ai vui tình ra này. Nghiền không? Ừ, thằng này có nghiền đó. Được không? Mày em hình như đâu luôn, chỗ này này. Cái bò nữa lại thì ngó cái thái đồ nghe này muốn đập đấy này. Cái này là em ốc. Ờ. Tăng. Bây giờ mình tròn cả buổi đó. Ừ. Có khắp. Thì tụi mình là rủ mình là nhiều mình đéo nhau. Nữa ngó nghiền tháo cái này nó đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn nha. Mặt tiêm tả thì ngóng quá sơ sơ rồi chứ ngóng còn đi ăn. Đẹp này. Hey. Da thì hơn tỷ. Ờ đó. Tôi tiêu kiểu dáng chi bò nha. Đuôi chi bò nha. Tiếp theo là dáng phân cảnh hưởng nha mọi người. Cái xe đổi cặp vanh mới đẹp vậy chứ. Để cặp thêm cặp mấy theo hái về bữa mới đá đi thôi đi đá thôi đi. Ừ thế tiêu rồi 2 triệu hồi nãy giờ có 950. Mà bữa nhập hàng về cái đâu luôn nữa chiêu là điên lên nghe cô gọi. Nếu mà về thì cũng nên kiệt với em tên người nữa. Dạ. Dạ một cái xe này mà nếu mình còn gì nữa tao dặn vá cho phụ con, vá cho phụ con ngay dặn với ba con khi anh để chồng ấy cũng dặn gì đó bữa của mình là nói chuyện nó đầu tiên nó thôi cho mình cũng rồi nó kêu nó điện dặn á trong chơi xe trong chơi xe nó thả thì cho nó tà cho nhau với cho mình là nó tới cái đây lấy tiền xe được tiền đấy được tiền cũng đóng học phí đó mi cái nửa mi nửa đấy kìa bố quen bọn này là mình mới đạt hẹn nhạc đi múa một cái con chico mà cha tụi bọn hải thăng ngày bố hồi chế tao mấy tiêu rồi là chi chế tao mấy ôi ngon lành sướng đó anh mình nhiệt lại rồi. Ừ. Tiên thì đồng hồ đẹp được lúc kịp đó hải thăng múa hải cân cái tịch lên nhau á cái hồi chế tao mấy tiêu rồi bố nhờ tao gọt mấy nụ này chóng nó chơi gọt thiếu tôi mua câu lỗ đấy mấy mê này nó khỏi thế bước qua là dán mặt nạ cả xe ta đủ mắm hết không là dán mặt nạ cả xe đấy chỗ cầu tập trung thao thiên quyền
mấy người làm khánh chay vậy. Nó hay được cả quan ạ. À. Khổ lắm cả quan. Người ta giờ nghỉ mấy nửa đêm cũng phải kiếm tiền cả quan ạ. À. Quán tôi nữa. Ủa? Đây mấy cái tuổi trai thằng đấy nó tìm vào bữa. Vô đây đây không? Chắc đấy. Nhưng mà từ thằng quân công an đấy nó để đi công viên của mấy ông. Dạ. Vô đây ngồi ra. Nạc ngồi ra. Ừ. Bật trạch thằng đây là tụi bác quá chai thằng đây gặp em giao thông đường đòi nó là quá cho biết lại mua vũ hiểm chai chứ đó. Bật thưởng bật quá nhá. Các bạn là một thế chỉ tổng ngông được chơi rồi đấy màu quá. Một cú là chỉ ở đây. Bữa gom công an đó phép tay lại xe luôn. Một cái kho nha các bạn. Không có bá lắm. Bực à. Cái kho này các bạn có thể mua ở bất cứ nơi đâu nhá. Mà là kho nhiệt chứ không phải là kêu mấy tộc không phải là kho thể tập đâu nhá. Kho nhiệt nha mọi người. Kho nhiệt với một hàm răng săn chắc. Thằng mướn vào bên bàn đi. Trên lọc mua này, cái này thì đưa xe cho anh lên trên lọc chứ. Dạ, cái này đi, cái này đi. Được luôn. Hai. Quảng nhân, quảng chủ tiền ra chưa mất. Có thùi không? Có thùi không? Thổi, như bát chống thổi. À. Thì cái bàn này thổi là cái giày này ra cổ ấy nữa rồi. Thổi. Này là bên bàn đây. Đi Nam mày. Chưa, xe nó vẫn ngoài chưa đi lại. Việt Nam mày Việt. Về nhà anh chủ. Xin được là một giày như là cái gì? Con xin là cái gì? Nói chung trước kỳ viên bàn nó xin được đấy. Thì cân như bên bàn, khẩn kỳ hoa cũng kỳ dùng được. Là hẳn mình cứ ra chín bởi vì là cổ trống nó đồ ăn thùi đá đỏ cho mình cất chịu gì. Ừ, tại vì mình nó năm vừa nghe cho bảo mỗi mình sẽ đi rồi mỗi hồi xe mỗi đấy nghe. Còn nói mưa thì nó sẽ ớ chờ mấy vậy. Cú chuyện đấy với cú chuyện đó nghe. Anh em muốn chơi với tổng em bắt đầu tặng bệnh đi giá này. Anh cũng nghe thuyền này đang hay. Ừ. Thuyền này. Dạ nó bọn thuyền ý. Một cái này này. Cách bị thùi nó kịp kịp luôn. Mà tại liễu cách mới rồi nữa. Mà sao sạc đi nghe. Một là biển nó nửa đi rồi là hắn phơi mình nét rệt một cái đó là một là thâm ở ta đang mới chạy. Một đó là đang đang lấy đi, đang có chiến đi, lượm. Một cú dùng là chạy mất á. Mình thoát bị bao nhiêu lần. Một là chạy nữa, hai là nét rệt cái đó này là tắt chứ khỏi đó là một đổ nó đi. Giả ngay điện thoại này cho em gọi ngay một tỷ nữa lên. Chắc đừng có thổi được chứ. Bác sẽ gửi mà hắn bác. Dạ bác tài này đi. Bước chế lại là cho quả là đi rồi nha, để xe ông kia nông nha, lấy giấy tư, lấy ông nha, chọn quay lại, bước xe đi. Đã rồi, bước nhờ đó. Bước nhờ đó, bước nhờ đó, bước nhờ đó. Danh vọng. Ừ, danh vọng ấy. Trả đến 700. Ừ, 200 ấy. Mình đi vui rảnh nè. Mình vui thì đưa tiền 200 là thứ. Ba kiểu của những người nhảy đến ba hành của những người nhảy. Ở thương nằm nó dài nè, đuối. Để xem. Cái tuổi thì anh hơi lâu. Tại nhãn ca nhỏ ấy. Mà chỉ nên để mà sửa máy nó cũng không có kênh để nó đưa nó. Nó rồi kéo chứ điên kéo cẩn thận, rồi mẹo đang biến rồi đấy. Còn là cái gì ốc chi tế luôn rồi. Bỏ mà đi trong củ chứ thì nếu mà nửa trắng. Bỏ nó đóng lại. Bỏ nó đóng lại mà mổ cái đấy. Trắng. Để gọi lên mổ của người nhé. Có chia nhiều phong rồi chứ. Nó đi lên một cái chiêu cho tôi nhớ tôi nhận nha cái này. Mày đi lên cái đó. Xe là ngay đó không? Dạ. Mình đang cho mình đi lên sau nữa nè. Sau nữa đó, đừng có sau nữa. Mời lên dưới lên đây. Mấy tạm chiêu... Có mấy bài chiêu 800. Thế em tăng cái thề 500 nhưng mà... Không quay. Nó không có quay rồi. Cái gì á? Không có quay rồi. Có quay á.
thằng con của UE, làm UE đi quay được một cái TV á. Không quay là đến khi đến kiếm tiền, kiếm tiền. Không, mới quay hẳn lại một con lơ con đơ. Cái nhàn dịp cái dịp ngay ngay dề lề mới đấy thế đó, anh mới lấy mới đấy thế đó, theo cái dịp dịp nhân lề lề cái đó ngay giống mới lấy cách đấy hai ba hai ngày đi không phải thì như là có trái quyến nữ có yêu đời yêu đời đúng rồi, đúng rồi đó, xe to nhỏ quyến nữ nên thùng thùng dạo không biết anh nhớ có quay không ít hẳn không anh Hương mua xe rồi hả